để đáng để cho nó điểm cả. DPS sau búp của nó là 2 trương tulogach.net, shop đồ lốp uy tín nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc khi mua unit, mua game Toilet Tower Defense và dịch vụ các game Roblox tại tulogach.net. Truy cập ngay để nhận ưu đãi các bạn ơi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của Tulogach. Anh em ạ, hôm nay thì mình đã mượn được cái con tướng hot nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là con DJ TV Man. Ở thời điểm mình quay video thì mới có 801 con đã xuất hiện ở trong game, và mình cũng rất may mắn khi mà mượn được cái con DJ TV Man này để có thể review cho anh em xem nhé. Con này thuộc dòng exclusive, nó có tác dụng là tăng dam và giảm cooldown, tức là tăng tốc độ đánh và tăng dam cho những con quái đứng gần nó. Tầm đánh là từ 12 đến 25. Con này là kết hợp của cái con DJ Speaker Man tăng dam và cái con Announce Camera Man là giảm cooldown. Tuy nhiên thì hai con này khá là phế, và chúng ta chỉ có thể sử dụng cái con DJ TV Man này thôi. Và mình nghĩ là con này trong thời gian tới nó sẽ rất hot đây. Và bây giờ thì mình sẽ quẩy cái map Toilet HQ để anh em xem cái khả năng của con tướng ấy nhá. Hello hello. Để có thể review chân thực nhất cái sức mạnh của cái con DJ TV Man thì mình sẽ quẩy Nightmare và mod auto skip như mọi khi anh em ạ. Ở Way 1 anh em xây cho mình Santa. Anh em xây ở phía bên này nhá, bởi vì cái con gây choáng nó đi ra từ phía bên này, nó phi vào đây luôn. Còn bọn quái này thì chấp nhận thôi. Với cái map Toilet HQ này thì đường đi khá ngắn, cho nên là bọn này nó sẽ chạy qua, kệ chúng nó đi, bỏ qua một vài wave không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của chúng ta cả. Wave thứ hai rồi. Như vậy là sau khi đến wave 3 thì tôi đã tiến hành nâng cấp, tôi đã tiến hành xây con Green Laser Cameraman để nó có thể phòng thủ các bạn ạ. Hiện tại thì trên shop của mình đang bán cho đến 4 combo liền. Để anh em có những cái sự lựa chọn khác nhau nhá, anh em có thể lên shop của mình để xem 4 cái combo đấy, combo nào phù hợp với anh em để anh em triển khai nhá. Đây, các bạn có thể xem nhá. Khi mà chúng ta đã có những cái con tướng Santa nhiều tiền rồi, bơm tiền trong tay nhiều rồi, chúng ta có thể nâng cấp. Bởi vì con Green Laser nó sắp không chịu đựng được cái bọn này nữa rồi. Nâng cấp bằng cách nào đây? Các bạn tôi sẽ tiến hành xây con DJ TV Man. Anh em xem này, đây, đam tăng lên 5% và cooldown giảm đi 5%. Còn Green Laser đã được búp đến như vậy. Bình thường chúng ta chỉ có 400 đam thôi, nhưng bây giờ chúng ta đã có 420 đam. Và cooldown từ 0.25 chúng ta còn 0.24, tức là vừa tăng tốc độ đánh và vừa tăng đam. Nâng cấp DJ TV Man. Rồi, không còn là 420 đam nữa rồi. Các bạn thấy đấy, chỉ số đã được nâng lên 10%. Ở đây từ 40 đam, tổng cộng chúng ta có 440 đam. Ôi, mày bốc phét các quái, nó sắp cắn tôi rồi. Ái rồi. Tôi sẽ nâng... tiếp tục đợi tiền và chúng ta sẽ nâng con Sinister đầu tiên ra trận. À các bạn xem này, Sinister. Rồi, vẫn trong tầm đánh. Đây, Sinister của tôi khởi đầu không phải là 800 dam mà là 825 dam các bạn nhá. Rất là ngon luôn. Rồi, đấy là tác dụng chính của DJ TV Man. Một thanh niên chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Anh tăng dam. Đây gọi đúng kiểu là tăng dam, giảm cooldown, giống như kiểu là tăng lương giảm giờ làm ấy các bạn ạ. Vừa cho điểm lại vừa cho nghỉ. Ở cái thế hệ của các bạn thì các bạn có thể hiểu như vậy. Ví dụ như bình thường là chúng ta học học từ thứ hai đến thứ bảy, nghỉ mỗi chủ nhật thôi, thì bây giờ chúng ta được nghỉ thêm thứ bảy nữa, lại còn không cho bài tập về nhà. Quá là tuyệt vời em ạ. Phải nói DJ TV Man nó sẽ là cái con tướng đưa chúng ta đi rất nhiều cái map về sau này, chứ không phải là chỉ đơn giản ở những cái map bây giờ đâu. Cộng 10% đam và giảm 10% cooldown. Bình thường chỗ này là 0.5 các bạn ạ, bây giờ nó chỉ còn 0.45 thôi. Một con số biết nói, khỏe lên rất nhiều. Khi mà chúng ta nâng lên con này lên tối đa ấy, thì 4 con Sinister TV Man sẽ mạnh bằng 5 con Sinister TV Man. Quá tuyệt vời. Ui da, đội bạn rất khỏe nhưng mà đội mình thì lại còn khỏe hơn. Cái con tướng này nó cũng kiểu bá đạo như là cái con gì nhỉ? Con DJ ấy các bạn ạ. Đéo biết sau này nó có giảm búp của con này đi không, nhưng tôi nhớ là đã giảm một lần rồi. Trước nó có thể stack được với nhau. Tuy nhiên ở thời điểm này nó không còn stack búp được nữa. Nhưng mà cũng rất bá đạo. Mẹ, hy vọng sau này thằng Thế Lan Trích nó đừng có nép con này đi. Các bạn có nhớ chúng ta có một cái thiên thần mẹ bị ngã cống không? Đúng rồi. Chính là cái thanh niên DJ Frost DJ ấy. Một thanh niên cực kỳ bá đạo luôn. Bây giờ thì chỉ còn bá kiến thôi, hết thành bá đạo rồi. Anh ấy đã yếu đi rồi. DJ TV Man level 3, anh ấy có thêm một cái loa để trợ lực.
nhưng mà cái tầm đánh vẫn rất là bé. Anh em lưu ý nhá, cái con DJ TV Man này tầm đánh của nó, tầm ảnh hưởng của nó rất là bé, nó chỉ búp cho những con trong cái vòng này thôi. Và cái vòng này của nó thì tương đối bé nên là anh em mà cân nhắc khi mà cái vị trí xây của nó ấy, đấy, cộng 15% đam. Thì nhỉ? Bình thường chỗ này là 0.4 à? 0.4 cooldown, 0.4 nhưng bây giờ nó chỉ còn 0.34 thôi. Các bạn đừng coi thường cái chỉ số cooldown nó giảm xuống như thế nhá. Có nghĩa là nó đang đánh nhanh hơn rất nhiều đấy. Bình thường nó sẽ đánh được khoảng độ 40 phát nhưng từng ấy thời gian nó sẽ đánh được 40 phát, bây giờ chỉ từng ấy thời gian chỉ còn 0.34 giây. Các bạn đừng coi thường chỉ số cooldown này nhá. Ở 1-2 map thì nó không thể hiện gì nhiều, nhưng mà chúng ta dồn lại từ đầu map đến cuối map thì tốc độ đánh của con này nó tăng lên rất nhiều đấy, và đam của nó sẽ dồn lên khá khá đấy. Level 3, 20% đam và 20% cooldown các bạn ạ. Đam lên 7.200 và chúng ta chỉ còn 0.32 cooldown thôi. Chỗ này tôi phải kiếm một con Sinister TV Man chưa được hoàn thiện ở level 5 để tôi nhét vào đây. Tí nữa tôi sẽ làm cái ảnh chúng ta so sánh dễ hơn. Level 6, trời ơi, 0.16 cooldown. Nói các bạn, chưa bao giờ tôi thấy Sinister TV Man bắn nhanh như thế này. Bọn ngớ ngẩn này đánh Santa của tôi làm gì đấy. Chưa bao giờ tôi thấy Sinister TV Man của tôi đánh nhanh như này. 0.16 các bạn ạ. Rồi, chính thức DJ TV Man của tôi đã max level. Và các bạn xem chỉ số này, chúng ta tăng 25% đam. Bình thường đánh 1.000 máu thì bây giờ đánh thành 1.250 máu. Cooldown trừ đi 25%. Trời ơi, kể cả Green Laser nhá các bạn nhá. Green Laser của tôi cũng cực kỳ bá đạo luôn này. Đấy, tăng đam này, giảm cả cooldown này. Đấy, đừng khinh thường. Chỉ có thanh niên Speaker Repair Drone là không được búp các bạn. Anh em xem nhá. Đam của tôi đã lên 15.000 và cooldown là 0.15 giây. Liệu rằng với mấy Sinister thì tôi có thể dép được cái map này? Đang thử xem nào, hai Sinister chúng ta có thể dép được không? Ồ, sao không xây được nhỉ? Các bạn xem cái bảng so sánh này nhá. Sinister TV Man có búp thì là 15.000 đam, tầm đánh 45, cooldown 0.15. Và bảng đây, ảnh bên cạnh là Sinister TV Man ở level 7 không được búp. Các bạn hãy so sánh chỉ số nhá. Không còn lời nào để nói với cả cái đội hình này của tôi. Cực kỳ bá đạo luôn. Đánh vừa nhanh vừa khỏe. Các bạn ạ, bình thường Green Laser là DPS nó là 10.000, đam 2.000 và cooldown 0.2, có nghĩa là DPS sắp chỉ 10.000. Tuy nhiên khi mà đam 2.250 và cooldown 0.15 thì DPS nó lên 15.000 các bạn ạ. Một con số không hề nhỏ thế nào, tương đương với một con Magic xịn luôn. DPS 15.000 tức là nó ngon hơn Katana, ngon hơn Firework, ngon hơn Laser. Thật khủng khiếp. Để xem DPS của Sinister sau búp nào. Chúng ta có 15.000 đam và 0.15 cooldown. DPS lên đến 100.000 các bạn ạ. Chính xác, Sinister trước búp là đam là 12.000, cooldown 0.2, DPS sấp xỉ khoảng 60.000. Tuy nhiên thì sau búp thì chúng ta có DPS lên đến 100.000 các bạn ạ. 100.000 các bạn nhá. Cực khỏe luôn. Như vậy là chính xác là tôi chỉ cần khoảng độ 3 con Sinister là tôi sẽ dép được cái map Nightmare dễ dàng. Chỉ với một con DJ TV Man mà chúng ta đã xoay chuyển được nhiều như vậy. Các bạn nhìn này, bình thường cái map này chúng ta cần đến 4 Sinister để có thể dép được. Tuy nhiên hiện tại tôi đang cố gắng sử dụng chỉ có 2 Sinister thôi. Anh em ơi, hiện tại tôi đã đi đến Way47 rồi mà tôi chỉ cần 2 Sinister thôi các bạn ạ. DPS sau búp của nó là 100.000 đam đấy các bạn nhá. Sinister DPS sau búp là 100.000 đam. Bình thường thì nó chỉ rơi vào khoảng 60.000 thôi. Tuy nhiên khi DPS lên 100.000 đam thì nó mạnh hơn cả Ogodly các bạn ạ. Ogodly DPS tương ứng với khoảng 70.000. Tuy nhiên thì Sinister 100.000 đam và vừa đánh vừa slow. Cực kỳ bá đạo luôn. Đây, Way49 rồi và gần như tôi chỉ dùng 2 Sinister để có thể dép được cái map này và 4 Green Laser. Thật sự là sức mạnh của DJ TV Man quá khủng khiếp anh em ạ. Nó búp cho những cái con tướng có lực tấn công lên rất cao. Đang từ 60.000 mà chúng ta đẩy lên hẳn 100.000 DPS. Sợ thật đấy. Các bạn cứ lấy cái chỉ số đam chia cho cái cooldown là chúng ta ra. Một giây là nó đánh được bao nhiêu đam. Trời ơi, tôi phải mua con này thôi.
các bạn cũng dinh về cho mình cái con này đi. Con này giá thì tương đối cao. Thôi anh em cân nhắc nhá, anh em có thể triển khai combo cũng được, lướt cũng tốt rồi. Còn bạn nào muốn đua top, đua bảng xếp hạng thì các bạn hãy dinh DJ TV Man về nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ, DJ TV Man. Anh em hãy nhìn này, trời ơi, tôi chỉ cần hai con Sinister thôi. Chỉ với hai Sinister và bốn Green Laser, tôi đã quẩy tan cái map Toilet HQ này ra rồi. Map Nightmare thôi. Ây giời, xem bot này. Bot không đi được đến hết cái hàng thứ hai luôn. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, à chưa đến hàng thứ ba các bạn ạ. Chết mẹ nó rồi luôn. Ui, quá khủng khiếp. Anh em đã thấy sức mạnh của DJ TV Man chưa? Chúng ta có tăng 25% đam, giảm 25% cooldown. Thật sự là bây giờ con này nó mà tăng cái phạm vi đánh của tướng nữa lên thì đéo có lời nào có thể để khen được nó luôn. Các bạn ạ, đây phải gọi là siêu sao trong giới DJ. Có thể gọi là diva. Anh này thì phải mẹ mày sánh ngang với cả mấy thằng Marshmallow, mấy cả gì nhỉ, quên mẹ thôi. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Anh em dính cho mình cái con DJ TV Man sớm đi. Con này cực kỳ bá đạo luôn. Anh em có thể thấy đấy, chỉ với hai Sinister và bốn Green Laser, mình đã quẩy cái map Nightmare trong vòng 17 phút 15 giây. Đấy là mình còn xây lùi lùi ra sau đấy. Nếu mà mình xây tiến lên tí nữa thì còn nhanh nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nhớ like và subscribe cho mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Hello anh em, mình đang tiến hành trao thưởng đây. Bây giờ là 9 giờ tối nhá. Bắt đầu mình vào phần quay thưởng các bạn ạ. 9 giờ tối. Đây, video của chúng ta đây. Mình cũng đã nói rồi, mình sẽ lùi thời gian đến 9 giờ tối ngày 25 tháng 1 năm 2024. Đấy nhá, anh em có thể xem đấy thời gian nhá, 9 giờ tối nhá. Bây giờ mình tiến hành mình quay thưởng nhá. Chúc mừng ba bạn may mắn trước nhá. Bạn đầu tiên xem nào. Đầu tiên là mình phải dùng lọc đã. Mình lọc comment đúng xem có bao nhiêu comment đúng nhá. Tổng cộng có 34 comment. Đúng cú phát nhá. Bây giờ mình sẽ pick cho người đầu tiên này. Vâng, chúc mừng bạn NTA201 có ID là 2210929. Bạn đã là người trúng giải đầu tiên. Chúc mừng bạn nhá. Người thứ hai nào. Chúc mừng bạn Oan Minh 95. Ôi trời ơi, shop có uy tín không? Em định nạp hôm nào đấy. Chắc chắn là uy tín rồi em ạ. Tặng luôn cho em 50 cành vào tài khoản nhá. Mở tài khoản ra mà quay tướng em ơi. Bạn cuối cùng. Vâng, một cái tên rất khó đọc, Sapet Ship, có ID 2243406. Xin chúc mừng bạn, bạn là người thứ ba và cũng là người cuối cùng trong ngày hôm nay chúng giải nhất. Thì ba bạn mình vừa quay thưởng ấy, thì các bạn vui lòng mà trong vòng 24 tiếng các kể từ khi xem được video ấy, các bạn mà không thấy trao giải thì các bạn có thể liên hệ lại trên kênh YouTube của mình nhá. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn.